Chào mừng quý vị và anh chị em đến với kênh Ave Maria. Tại Ukraine, phép lạ nơi bức tượng bị vỡ. Kính thưa quý vị, khi cha Ruslan Mikhankiv, giám đốc chủng viện, đã trở lại chủng viện nằm bên ngoài Kyiv vào ngày 7 tháng 4, có một điều khiến ngài đau đớn nhất, đó là bức tượng Đức Mẹ Fatima bị vỡ. Cha Mikhankiv giải thích hiện tượng này như sau. Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng quân đội có thể đã đến và lật đổ bức tượng, hoặc có lẽ bức tượng đã đổ vỡ do pháo kích vì các cửa sổ ở đó cũng bị vỡ. Tôi cũng có lẽ một mảnh đạn pháo đã trúng vào bức tượng Mẹ Fatima. Cuối cùng, cha Mikhankiv hướng đến một ý tưởng khác về bức tượng bị phá hủy khi ngài liên kết với lịch sử về bức tượng. Đây là bức tượng được chủng viện rước về từ Fatima, Bồ Đào Nha, nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra vào năm 2017. Sau cùng, ngài kết luận về hiện tượng bức tượng Mẹ Fatima bị phá hủy như sau. Cuối cùng, tôi cho rằng đó là một cú đánh phá của ma quỷ đối với Đức Trinh Nữ Maris ngay vào thời điểm giáo hội dâng hiến Ukraine và Nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ. Ngài cho biết thêm, tôi vốn không thích đặt mọi thứ theo những hiện tượng siêu nhiên như vậy, nhưng chuyện này khiến tôi cảm thấy rất bất thường. Tên ác quỷ xảo quyệt, khi thua, hắn sẽ làm gì? Chỉ tiêu diệt. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, các linh mục và sinh viên đã di tản khỏi chủng viện sau khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Họ tìm thấy nơi ẩn náu tại giáo phận Kamianets-Podinsky lân cận. Quân đội Nga đã chiếm đóng khu vực xung quanh chủng viện trong nhiều tuần. Sau khi họ từ bỏ vị trí của mình vào khoảng cuối tháng 3, một nhóm nhỏ do cha Mikhankiv dẫn đầu đã quay trở lại chủng viện ở Voren, một ngôi làng lân cận Bức Hà, nơi Nga bị cáo buộc giết hàng trăm thường dân. Khi chúng tôi đến Voren, điều đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một sự im lặng bất thường, vị linh mục nhớ lại. Chúng tôi bắt đầu nhìn quanh chủng viện để xem chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng một trái hỏa tiễn đã phá hủy nhà để xe của chúng tôi. Sau khi tham khảo ý kiến của quân đội Ukraine, nhóm của cha kết luận rằng lính Nga đã chiếm giữ chủng viện. Khi rút lui, họ vơ vét bất cứ thứ gì mà họ cho là có giá trị, kể cả các bức tượng, kinh thánh có bìa trang trí và chén thánh mà Đức Gioan Phaoloii đã dùng khi cử hành thánh lễ ở Kyiv vào ngày 24 tháng 6 năm 2001. Và về tượng Đức Mẹ Fatima, cha Mikhankiv cho biết mặc dù phần đầu bức tượng đã vỡ, nhưng khuôn mặt và đôi mắt đen của bức tượng mẹ không hề bị sứt mẻ và gần như còn hoàn toàn nguyên vẹn. Cha Mikhankiv nói, thật thú vị, khuôn mặt của Đức Trinh Nữ Maria đã được bảo tồn. Tôi đã bắt đầu nhặt một số mảnh, tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ phục hồi. Bức tượng sẽ là một dấu chỉ đặc biệt cho chúng tôi. Thời gian sẽ trả lời. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã lắng nghe. Đừng quên đăng ký kênh Ave Maria và chia sẻ lên trang Facebook để nhiều người biết đến. Xin chân thành cảm ơn.